tất cả những cái này nè, quý vị thấy những cái hình ảnh trên này sẽ đi vào quá khứ, chìm như thầy thế này, thì lúc đó đó mình sẽ không còn nạn chết đói hay thất nghiệp hay là thiếu thốn nữa. Thì gán lên, còn chút nữa gán lên, quý vị mà coi cái đài này á thì quý vị phải tin tưởng trời Phật. Nếu không có trời Phật á, quý vị có thấy ông Trump không? Ông bị khổ nạn quá trời luôn chưa bao giờ, nhưng mà cuối cùng cũng vượt qua. Tại cái thế giới này ma quỷ nó nhiều hơn người tốt. Ra đường á, là 8 người là mình thấy quải rồi. Mình hên lắm á, mỗi một ngày mình khấn á, cho con ra đường gặp được thiện chí thức, người tốt tới gần, người xấu tránh xa. Mỗi ngày mình lại cha lại Phật, mình phải xin vậy. Chứ nếu không á, là thôi cuộc đời của mình á, bị nó kéo đi theo nó luôn á. Đọc comment, sư phụ ơi con tên Liên Hương, xin sư phụ cho nó hòa nhận thiên hương. Thằng Long, hello Thằng Long. Dạ con chào chú. Chào, khỏe không Thằng Long? Dạ ba ba mẹ con khỏe chú. Con Nguyễn Hoàng Minh Chí chú. Rồi Thiên Hoàng Minh Chí. Chú ơi vẽ lên trán cho Minh Chí thì chút tiền. Dạ rồi. Rồi dạ rồi. Dạ cháu cho con hỏi là tại vì con sắp tới là con chuẩn bị con đi. Con muốn xin chú giúp cho con để con đi nước ngoài được với chú. Tại vì con sắp sửa con chuẩn bị con lấy bằng con đi nước với chú. Đi nước ngoài đứng kiểu như mười mấy mạng mà nó cho vô bờ của Đài Loan nghe con. Đi kiểu đó con nó thảy xác xuống biển rồi cho vô Đài Loan là chết. Còn qua Đức, qua nước nào nữa đó thì nếu đi được thì cứ đi, nhưng mà không có chỗ nào bằng quê của mình. Bởi mà là bây giờ thằng nghe đó nó kéo cái dèm phóng hạt nhân của nó qua Belarus rồi gì đó, nó mà nẻ vô Âu Châu một cái này thôi á, con thành Đức đoạn luôn á, chứ con hỏi đi Đức. Rồi nhưng mà không sao đâu. Rồi dễ rồi. Ok rồi dễ luôn rồi. Rồi dễ rồi. Rồi dễ luôn rồi xong. Rồi dễ luôn, nhưng mà niệm Phật á, chứ không phải dễ không mà không chịu niệm Phật đâu nha. Đúng rồi, ngày nào em cũng đọc kinh sách. Dễ là phải niệm Phật á, ơi. Phải có hiếu cha mẹ nha. Đúng rồi. Rồi. Cuối tuần chở cha mẹ đi ăn đi chơi đồ nghe, không có được bỏ cha mẹ nghe. Dạ, đúng rồi. Rồi chào. Hà Phương, sư phụ nhận con làm đệ tử rồi, sư phụ nhận Hà Phương làm đệ tử. Hà Phương, Thiên, Phương Hà, rồi nhận rồi. Thiên Vũ Hoàng Mai, Trình Nguyễn, Trung Cộng bị cấm vận chip, có đánh Thảo An để thu thế MC, không thên kịp. Nó có hai chiến thuật. Lúc mà chiến tranh bắt đầu khởi á, là một là chính phủ Đài Loan cho bom nổ sập cái hãng TMC. Hai là máy bay của Mỹ nó dội bom vô. Tại vì nếu mà để mà Trung Cộng lấy được TMC á, là nó sẽ chế vũ khí, nó sẽ hoành hành thế giới điên đảo nữa. Thì cái đó nó sẽ đi chặt lại với cơ trời. Cơ trời là thế giới bình yên mà. Dẫu Phật ra đời thế giới bình yên, đúng không? Chứ đâu phải là mình cứ khổ như hoài. Thì mình cứ nhìn nè. Nhìn cái câu chuyện để sau lưng nè. Hiểu? Nước mình á,
nước mình á, là phải cần có âm này. Nhưng mà cái ông này á, mặt ổng hơi bự với ổng có cái đốm này phải không, còn ổng chỉ giống với anh thưởng mình á, là cái mắt kiếm, mà anh thưởng mình hơi ốm hơn chút à, nhưng mà cái miệng của anh thưởng không có đẹp trai bằng ông này, cho nên anh thưởng á, phải bắt chước ông này. Thì là mọi chuyện xong, còn ngoài kia nó muốn làm thì nó làm, chuyện của mình tính gì của mình, đúng không? Nhiều người xin nhận làm đệ tử thật sự á, là ai mà hướng đông bắc, ai mà tự động mà có họ thiên á, đều là đệ tử của Kiệt hết. Mấy chư Phật nói như vậy á, không có cần phải dễ tay anh chán, dễ tay anh chán là những đứa ở gần á, tại vì nó cần có sự gia hộ cho may mắn, cho vong linh đừng có bám trong người rồi thôi. Chứ còn ở phía xa á, mà đã là mang họ thiên á, là cứ tự nhiên là đã là đệ tử rồi, rồi cứ lấy kinh là đọc. Thì có duyên thì chúng ta hẹn gặp nhau trên đất mẹ một ngày không xa. Nhưng mà Đức Thầy phải xuất hiện nha. Đức Thầy xuất hiện là khó nói lắm á. Là dán bài đánh hoài mà không có lật nữa. Giờ cái điện thoại nào giờ cũng có đầy người gọi hết. Thì sao cái gì bắt hay không bắt? Hay đọc comment cháu khỏe. Trả lời cái nào cũng ai cũng gọi hết chứ. Thiên Tâm Tuấn, giờ chủ nhiệm. Con ở Quảng Ngãi, hiện tại nước Việt kho gạo có đủ để cho dân mùa trong thời gian tới không vậy chú? Chú không biết, nhưng mà ở bển chú đâu biết là kho gạo Việt Nam có hay không. Chú chỉ biết nước Việt sắp có chết đói, cho nên bữa nay chú ra đề tài là chết đói. Và trên thế giới này là mỗi lần có chiến tranh á, điều là có chết đói. Thì nước Việt mình đã từng chết 2 triệu người năm 1945, năm 75 vô cũng có lai rai ấy nghe. Rồi bên Ukraine với nghe đó, Soviet là năm 1960 là 3 triệu người chết đói. Còn ở bên Bango Phi Châu là 10 triệu người chết đói. Còn bên Tàu năm 1935 tới 55 á, là gần 55 triệu người chết đói. Còn hiện tại của mình nè, sắp sửa lên tới 2 tỷ người chết đói. Mỗi một cái giây á, cái đồng hồ nhích là có một người chết đói. Đó là cho biết như vậy. Hiện giờ là trong những năm kế tiếp sẽ có nhiều người chết đói nữa. Khỏe không? Dạ con chào chú Kiệt, con mừng quá con gặp được chú Kiệt rồi. Con ở đâu vậy? Kêu con qua Việt Nam đi sao? Chị kêu con làm đệ tử. hình như chiếc thân đi gặp nhau dễ hơn ngoài đời á, khỏi tốn tiền vé máy bay. Thì bây giờ cũng nhận rồi nè, chú nhận nè. Dạ, con tên Thiên Phương Thư á. Thiên Phương Thư ha. Dạ. Con mấy tuổi vậy? Dạ, con 30 tuổi này. Thiên Phương Thư, rồi nhớ thiền đọc kinh nha con. Dạ, con có ngồi thiền đọc kinh mỗi ngày. Nhưng cái quan trọng là phải gắng học cho giỏi để về để mà giúp quê hương đất nước nghe, chứ không phải là tu không đâu. Tức là đạo thiên tâm là nửa đời nửa đạo, nghĩa là đời á chẳng thua ai, mà đạo á thì cũng chẳng ai hiền hơn mình. Mình là hiền nhất, nhưng mà ở ngoài đời mình cũng giỏi nhất. Đó là thiên tâm là như vậy đó. Thì con gắng học giỏi nha. Rồi chào con. Rồi.